Rồi, bài đầu tiên đáng lẽ là mình sẽ học overview, tổng quan về cái sản phẩm của mình. Mình sẽ có cái link như vậy để mình theo dõi cái lộ trình học của mình. Mình là mình sẽ có các buổi học từ bài số 1 đến bài số 8 như vậy. Mỗi một buổi như vậy á, nó sẽ kéo dài khoảng trên dưới khoảng 2 tiếng. Hả? Thì vì là em vào ngay thời điểm giữa tuần cho nên là mình sẽ đổi lịch, nó không đi theo thứ ba, thứ tư, thứ năm như vậy mà là nó học tiếp. Ví dụ như hôm nay sáng thứ năm mình học bài 2, chiều thứ năm mình học bài 3, nó đi như vậy ha, chứ nó không có đi theo kiểu thứ ba, thứ tư, thứ năm như trong lịch như vậy. Tại bình thường một người mới thì sẽ vào thứ hai xong rồi cái thứ ba mình học đó, thì nó tụi anh mới xếp lịch như vậy. Rồi ở trong cái group của mình á, nó cũng có cái đường link mà theo dõi cái agenda này ở cái group Zalo mà em được add vô á, thì em không biết cái gì thì hoặc là em cần hỏi cái gì thì đừng ngần ngại, em đi vào trong group em bất kỳ anh chị channel nào đó. Trong channel thì có bốn người đó, anh Minh nè, anh đang ngồi đây nè, rồi anh Nam, chị Ly với bạn Chi, thì là em sẽ gặp hết phần tử bốn người để dạy em hết 8 cái bài này. Ok rồi, bài đầu tiên đáng lẽ là mình sẽ học overview, tổng quan về cái sản phẩm của mình. Trong lộ trình mình học, mình sẽ học hai sản phẩm đó là Go Sell và Go F&B. Thì tuy nhiên là mình cái bài này nếu mà mình học luôn thì mình khá là tốn thời gian, cho nên là anh với các trainer cũng sẽ cố gắng nói tổng quan cho em trong từng cái bài chi tiết. Yêu cầu của cả cái khóa học này là không có yêu cầu em mà bắt buộc phải nhớ chi tiết từng cái một, không thể nào mà thuộc lòng hết, cả ngàn cái tính năng á, mình không thể nào mình thuộc lòng hết. Nhưng mà cái yêu cầu đưa ra đó là khi mà mình hỏi đến cái thông tin nào là em biết rằng nó nằm ở đâu trong hệ thống để em vào em tìm là được. Giống như mình đọc một cuốn sách, mình phải nhớ được nội dung cơ bản cuốn sách nó nói về cái gì, và khi mà kể về cái thông tin nào đó mình biết lật đúng cái trang menu để mình tìm đến cái chỗ đó là được, vậy thôi, không thể nào mà thuộc lòng hết cả ngàn tính năng được. Ok rồi, bài ngày hôm nay mình sẽ học là về Go Sell, mà là những cái cơ bản nhất là tạo sản phẩm, bỏ sản phẩm lên để đi bắt đầu đi bán đó. Rồi mình bỏ sản phẩm lên web để mình bắt đầu đi bán. Thì trước khi mà đi vào thì anh cũng nói tổng quan luôn cho em luôn, nó tóm lại Go Sell hay là Go F&B nó là tên của sản phẩm của mình. Thì Go Sell cung cấp những cái tính năng dành cho các nhà bán hàng bán sản phẩm là quản lý hết tất cả những cái mặt kinh doanh và buôn bán hàng hóa của họ. Thương mại điện tử mà. Ví dụ như bây giờ bây giờ em vào Thế Giới Di Động em mua hàng và mua trên web không? Thường vào web thì để xem sau đó sẽ đến trực tiếp cửa hàng được Nhưng mà mình có cảm giác, cái cảm nhận là mình lít cho mình mua luôn được. chưa, Chưa bao thường giờ thấy hả? đúng rồi, Ví dụ. thường là khoảng 90% là ok hết, nhưng mà mình không biết thực tế nó có giống vậy, tức là 10% đó là sẽ nghi ngờ, không biết hàng thật với hàng ở trên web nó có giống Cái vậy. đó là mình kỹ thôi. Còn nếu mà mình mua trực tiếp nó có gì thì mình đổi trả bảo hả? Cái đó bình thường. Đúng không? Đó thì cái thời điểm bây giờ là thương mại điện tử lên ngôi, là tất cả mọi thứ nó đều số hóa lên. Số hóa tức nghĩa là chuyển đổi các hình thức kinh doanh offline truyền thống thành online. Đó, vậy thôi. Những cái gì mà để máy móc làm được, online làm được, người ta chuyển qua hết. Thì nó gọi là số hóa. Đó, ngày trước thì buôn bán bắt buộc phải có cái mặt tiền ở trong chợ này nọ thì người ta mới tìm đến, người ta mua đông, chứ mình bán ngoài hẻm ai mua, đúng không? Bán quần áo, bán gạo gì đó, bán ba cái đồ tí tiếu cũng phải tìm bằng được, dành nhau cái mặt tiền ở ngay ngã ba chợ chẳng hạn mới bán được. Còn bây giờ có cần không? Không, giờ là lên trên mạng bán, tự người ta tìm tới mua, mà làm sao để người ta thấy mình, đó là một cái kỹ thuật. Thì sau này em là CS và Customer Service,
là mình sẽ hỗ trợ khách hàng của mình là những nhà bán hàng như vậy đó, những cái cách làm sao để giúp họ quản lý tốt cái doanh nghiệp của họ đó. Thì để mà giúp được họ thì mình phải học những cái thông tin chi tiết như vậy đó. Ví dụ như bây giờ khách hàng cao bên tìm CS tạo dùm cái sản phẩm, đó là lý do của bọn buổi học ngày hôm nay đó. Còn nếu mà mình không nắm cái cách tạo sản phẩm thì mình sẽ không hỗ trợ khách hàng được. Rồi, sản phẩm của mình là mình học buổi đầu tiên đó là Go Sale, thì trong cái lộ trình nó sẽ các buổi sau, ví dụ như là buổi buổi 6 là bắt đầu học vào Go F&B nè, 2, 3, 4, 5 là học về Go Sale, 6, 7 là học về Go F&B, và 8 là học tổng hợp. Rồi, mình sẽ bắt đầu với cái một tí nào. Về của quên chứ em có hỏi gì không, giới thiệu sơ gì vậy thì em có hỏi gì về cái nền tảng của mình không, Dạ không. chưa hỏi đúng không? Dạ đúng rồi, với lại em cũng có tìm hiểu sơ sơ trên web của mình rồi. Ok rồi, chúng ta mục tiêu của chúng ta của buổi học ngày hôm nay là chúng ta mang những cái sản phẩm của mình trình bày lên trên website để mình đi bán. Đây là cái website của team training. Đây, mình tạo các kênh danh mục, ví dụ tạo ra các loại bánh sinh nhật để bán đó, như vậy thấy không, và người ta thích người ta click vô người ta mua ngay. Đây đây, bấm vô tiếp tục là mua. Điền đầy đủ thông tin giao hàng, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, chọn xong xuôi, có khuyến mãi gì không chọn, bấm hoàn thành cái là mua đó. Thì mục tiêu của mình ngày hôm nay, buổi buổi sáng hôm nay đó là của anh em mình, đó là làm sao để mang cái sản phẩm trình bày lên trên web như vậy là xong. Mục tiêu của mình đó, tức nghĩa là các anh Minh dạy đó là anh Minh sẽ cho em thấy cái mục tiêu để em định hình được cái mục tiêu cuối cùng là như vậy á, thì bây giờ mình làm cái gì để đi đến điểm đó. Ok rồi, hệ thống của mình thì khi mà khách hàng ký hợp đồng với mình á, là khách hàng sẽ được cung cấp một cái ID và password, họ vào cái trang admin giống như vậy. Thì em biết rồi, khi mà một tài khoản mới hoàn toàn thì nó đâu có những cái con số này, đây là một tài khoản của team training đã hoạt động lâu rồi, nó có nhiều những cái thông số như vậy đó. Thì việc đầu tiên mà muốn bán hàng là phải có sản phẩm đúng không, có sản phẩm thì mình đi vô cái tab sản phẩm này, mình tạo sản phẩm, click vô sản phẩm, chọn tạo sản phẩm, đây tạo một sản phẩm mới hoàn toàn. Thì theo như cái trang này show ra thì em là người nhà bán hàng, em phải điền hết tất cả những cái thông tin như vậy được không? Rồi bây giờ em cho anh một cái loại bánh là em muốn anh mình bán đây, mình sẽ làm để mua cho em. Đang thèm bánh nào? Bánh su kem À, bánh đu kem trong đây có rồi, khác đi. là sản phẩm mình có tên trùng được không anh? Trùng thì nó báo là sản phẩm này đã tạo, khác một ký tự thì được. Ví dụ như bánh su kem rồi, nhưng mà bánh su kem nhân phô mai hoặc cái gì đó thì là được đúng không? Được, ví dụ như bánh sô kem nhân sô cô la Một đúng không, rồi thì việc của mình là điền nó thôi. Chà. Rồi mô tả sản phẩm. Rồi, đại loại vậy. Thì ở trong cái phần mô tả sản phẩm này á, thì em biết là các tác vụ đây y như firework thôi. Canh giữa, canh trái, canh phải, xuống dòng, đánh số ký tự thì em chắc em rành vào Word mà đúng không? Đó thì này tô đậm, nghiêng, underline, đó. Kiểu chữ nè, phông chữ nè, kích cỡ chữ nè, màu nè, đó. Thì nói chung á, là
là em nhìn vô đây là em thấy nó giống như một cái trang Word, thanh menu của Word, thì em chỉnh sửa. Em muốn chèn hình vô thì chèn vô đây. Em muốn insert chèn link đi hyperlink gì đó thì chèn vô đây, insert link đây. Đó. Thì đây là một cái khu vực để em mô tả về sản phẩm này. Em muốn bỏ hình ảnh sản phẩm vào đây cũng được. Ví dụ giờ anh đi xuống. Đi kéo người ta đây chị. Lấy hình nha. Lấy cái hình này về. Ví dụ như ở đây đi. Anh mượn cái hình của cái chỗ này đi. Anh có thể chèn hình vô. Anh thấy là mình hiểu thì là mình phải có cái quy định kích thước như gì không? Cái hình mà ở trong cái file, trong cái mô tả này á, thì là nó không có cái quy định kích thước. Nhưng mà cái hình phía dưới chút xíu này anh bỏ vô thì là nó sẽ quy định cái kích thước. Hình ở trong bài viết nó sẽ khác với lại hình ở trong cái khung sản phẩm này. Nhìn nè, hình này là anh để trong bài viết, còn hình ảnh mà đại diện cho sản phẩm nó nằm ở đây. Tức là khi mình vào web là mình sẽ thấy cái hình đó đầu tiên đó đúng không? Giống như ảnh đại diện ở ngoài cái trang ngoài cùng ngoài của Đây nè, cái hình mà mình chuẩn bị làm thì nó sẽ là hình đại diện của sản phẩm, nó nằm ở đây, hình ảnh khu vực riêng. Còn cái hình ở trong bài viết, tức nghĩa là mình làm sinh động bài viết của mình, nó có hình ảnh thì mình chèn vô thêm thôi, không có thôi, không ép. Nhưng mà tạo sản phẩm thì bắt buộc phải có hình ảnh đại diện. Đây nè, ở đây thì nó có cái kích cỡ tối đa là 10 m cho tấm ảnh này. Đó, em thiết kế ảnh như sao đó, mà 10 m một tấm ảnh thì nó bự lắm, nó nặng lắm. Nó là quá dư cho cái hình ảnh rồi. Kích thước tương thích nó là hình vuông, hình ảnh mà chuẩn thương mại điện tử nó sẽ là hình vuông 360 nhân 360 pixel đó. Thì hình vuông thì nếu mà em rành về thiết kế ảnh thì em sẽ hiểu pixel là cái độ, cái điểm ảnh. Trong cái ngôn ngữ kích thước của ảnh thì người ta hay dùng cái đơn vị là pixel. Rồi về giá, giá niêm yết nghĩa là giá thị trường nó là bao nhiêu. Ví dụ hộp này thường bán nhiều à, ví dụ như bây giờ giá niêm yết là 15 ngàn một cái đi, giá bán 7 ngàn cái, 8 ngàn thì cho nó nhiều một chút. Giá gốc, giá gốc là cái mà mình đang khai báo, là giống như giá vốn mình bảo đảm, giá gốc mình mua về 2 ngàn chẳng hạn. Hiển thị thông tin liên hệ, cái này mình sẽ dạy sau. Rồi có áp dụng thuế hay không? Nếu không áp dụng thuế thì chọn không. Còn nếu có áp dụng thuế thì mình sẽ chọn các loại thuế đã được tạo sẵn. Thường thuế bán hàng đây là thuế VAT thôi. 10%, 8%. Đó. Thì về cái giá này có cái câu hỏi ở đây không? Cái giá này á, nó được thể hiện, cái giá niêm yết là giá như vậy nè. Đây, giá niêm yết là cái số mà 700 này là gạch ngang này. Gọi là giá thị trường. Còn cái 650 này nè là cái giá bán. Tức nghĩa là chưa gì là mình giảm cho người ta 50 ngàn này nè. Tương tự, anh chuẩn bị post cái này lên là chưa gì mình đang giảm cho người ta 7 ngàn này. Đó, hiểu chỗ này không? Rồi, tiếp. Thông tin sản phẩm này có phân loại nào không? Nếu phân loại thì mình thêm nhóm. Ví dụ như sản phẩm này nó sẽ có cái
Tại vì em yêu cầu tạo bằng chocolate thôi, nhưng mà nếu mà đúng ra ngay ban đầu á thì là tên cái loại bánh này sẽ là bánh su kem, nhưng mà nó có các phân loại như là nhân vani, nhân sô cô la, nhân sầu riêng, nhân ấy, thì mình sẽ xếp nó vào phân loại. Hoặc là một số sản phẩm khác, ví dụ như điện thoại chẳng hạn. Điện thoại thì tên điện thoại là điện thoại iPhone 15, nhưng mà nó có phân loại là 15, 15 Pro Max, hoặc là phân loại theo màu, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu gold, hoặc là phân loại theo dung lượng 128 GB, 256 GB. Đó thì cái đó là cái gọi là phân loại hàng. Đó thì mình muốn bao nhiêu phân loại thì mình cứ bấm thêm nhóm ở đây vô. Rồi mình đặt tên, ví dụ như màu thì mình vô đây mình đánh chữ đen, enter cái nó ra một phân loại. Trắng, enter cái nó ra hai phân loại. Rồi mỗi một phân loại như vậy mình muốn đặt cái giá lại cho nó thì mình nhập vô đây. Nhưng mà đây là vì là cái ví dụ là mình đang làm bánh su cho nên là mình không có làm phân loại, tại vì nếu mà phân loại thì nó phải là nằm ở trong cái sản phẩm gốc là bánh su thôi, nhưng mà phân loại là nhân sô cô la hay nhân vani, cho nên là đang ví dụ như vậy rồi thì nó đi theo cái logic là sẽ không có phân loại. Rồi đơn vị, đơn vị quy đổi hay không, đơn vị bán á, tức nghĩa là cá đây nè, cá có rồi, có thêm đơn vị quy đổi hay không. Đơn vị quy đổi nghĩa là có người họ mua một cái, có người họ mua một hộp 5 cái, 6 cái, có người mua một hộp 10 cái, 12 cái, có người mua một thùng 30 hộp, ví dụ vậy. Thì cái đó gọi là cái đơn vị quy đổi. Thì nếu mà mình muốn tùy sản phẩm, nếu có sản phẩm mà có cái đó thì mình thêm vô, mình thêm thì mình phải thiết lập cho nó. Ví dụ nè, hộp số lượng 5 cái, hộp nhỏ đi, hộp nhỏ là 5 cái rồi nè, mình thêm nữa hộp lớn. Ngồi cái bấm luôn. Rồi ở đây mình đang thiết lập hai đơn vị quy đổi à. Rồi có thiết lập giá bán sỉ hay không, giá sỉ tức nghĩa là mua bao nhiêu cái là giảm giá à. Cái này nằm ở trong cái phần sau mình sẽ học và khuyến mãi, là cái buổi sau trainer sẽ dạy em. Rồi đặt cọc, sẽ có một số sản phẩm yêu cầu người mua phải đặt cọc trước. Tại sao cần phải đặt cọc? Nếu như hàng bao Nào đợi, tôi sẽ phải tập trước đúng rồi, cọc đi, tôi mới tin là người mua chắc chắn mua rồi tôi mới lấy hàng. Thì thêm đặt cọc, thì mỗi lần mình thêm thì mình mới cứ thêm, bấm nút thêm cho thôi. Thêm thì mình không cần đánh phần trăm, mình chỉ cần nhập số thôi. Ví dụ 30 tức nghĩa là phải cọc 30%, đánh thêm 50 tức nghĩa là cọc 50%, vậy thôi. Cái sản phẩm này bánh xô thì không cần phải thêm đặt cọc. Thuộc tính, thuộc tính là những cái mà ví dụ như là những cái giống như là những cái tính năng kèm thêm nếu có của nó. Rồi ở đây thì bánh su là thường cũng có luôn à, tại vì mình đang làm bánh mà. Rồi cái phần ở phía dưới cùng là thiết lập từ khóa SEO, là dành cho một cái phần mà bài cuối cùng là bài 8 em sẽ học, nhưng mà anh cũng sẽ nói sơ luôn. Tức nghĩa là sản phẩm của mình là GoSell á, cung cấp một cái website chẳng hạn, là website chuẩn thương mại điện tử, thì trong cái web, cái cấu trúc chuẩn thương mại điện tử á, thì nó cũng open cho cái việc làm SEO. SEO là Search Engine Optimization, tức nghĩa là một cái kỹ thuật gọi là tối ưu hóa cái công cụ tìm kiếm, để giúp cho cái người mà search Google chẳng hạn là sẽ tìm thấy cái website này nhanh nhất, hoặc là tìm thấy sản phẩm này nhanh nhất, hoặc là hiển thị nó lên trên cái trang tìm kiếm trên cùng, thì nó gọi là cái kỹ thuật làm SEO.
À, thì cái đó là sơ thôi. Thì bài 8 mình sẽ học về khu vực này. Rồi, thì coi như là bắt đầu mình gần như là cài đặt xong. Thì đây là mấy cái trang thông tin rồi. Bây giờ cái trang setup cho nó, em sẽ bán hàng trên kênh nào. Ở đây là cửa hàng trực tuyến là website. GoMo là sàn thương mại điện tử của công ty mình. Đây là sàn. Đây là sàn. Đây là bán ở trên cái kho. Rồi mình có bỏ vào cái bộ sưu tập nào không? À, thì bộ sưu tập á, bộ sưu tập tức nghĩa là ở đây nè, ở đây có cái thanh menu bộ sưu tập. Nếu mà là trước đây là mới hoàn toàn họ chưa có cái bộ sưu tập nào thì mình cũng có thể để trống và mình tạo riêng cái bộ sưu tập mình bỏ vào sau cũng được. Tại sao phải tạo cái bộ sưu tập? Để khách hàng họ tìm đúng cái nhu cầu của họ dễ hơn. Ví dụ em tìm bánh su thì em nhờ một bánh su là có tất cả các loại bánh su trong đó. Ừ, cũng có thể, cũng có một cái ý đúng. Cái thứ hai là nhiều khi khuyến mãi của mình là nằm trong cái bộ sưu tập đó dành cho cái ngành cái loại bánh su thôi, chứ còn mua bánh kem ở khác thì không có khuyến mãi. Chính xác. Tại vì á, bộ sưu tập là nằm đây nè, từng cái như vậy để khi người ta, tức nghĩa là trong một cái cửa hàng có rất cả ngàn cái sản phẩm, mua tốn biết nhu cầu tôi là gì. Ví dụ như một cái cửa hàng bán nón chẳng hạn, có rất nhiều loại nó, nhưng mà bây giờ mình sắp đi biển thì mình có đi mua món bảo hiểm không? Đi biển người ta đi mua tìm cái nón để đi biển là cái nón vành rộng, đúng không? Thì thay vì đi ra cửa hàng để hỏi bạn nhân viên, bạn tư vấn, thì lên trên trang web này nhìn ai đâu mà hỏi. Cho nên là bắt buộc cái người bán hàng phải setup bộ sưu tập để cho người ta dễ tìm đó. Giống như anh đang lít vô cái bộ sưu tập là bánh sinh nhật này. Thì những người nào có nhu cầu chuẩn bị làm sinh nhật hoặc là tặng quà sinh nhật thì họ sẽ vào đây, chứ họ vô cái bộ sưu tập bánh mì chứ, đúng không? Đó, thì việc của mình là mình nên bỏ nó vào một cái bộ sưu tập nếu đã tạo, còn nếu chưa tạo lát chút xíu vô đây tạo bộ sưu tập. Không, rồi kho hàng. Ở đây kho hàng á là mình cần chú ý ha, nó sẽ có hai dạng. Mình sẽ quản lý theo sản phẩm hay là mình quản lý sao mã SKU, cái mã mình gọi là mã số email. Ở đây nó có cái SKU, là em hiểu SKU là gì không? Trên cái sàn em thấy đều SKU á, của cái Ừ, sàn nhưng mà SKU là viết tắt là gì không? À, nó viết tắt của từ stock keeping unit. À, nó nằm ở đây nè. Đây. Mình khi mà mình chọn nó, mình gọi là mình quản lý nó theo cái sản phẩm, tức là số lượng từng sản phẩm thì mình chọn quản lý sản phẩm. Còn nếu một số sản phẩm như là điện thoại, máy tính bảng, laptop thì em biết nó có cái số email không? thường nó dùng bảo hành. Số email á, điện thoại mình mà mỗi một điện thoại là có một cái số email. Số email là tại sao mà những cái sản phẩm chuyên biệt lại có số email, rồi những cái hàng hiệu nó cũng có số email riêng để nhà sản xuất đó, họ quản lý trên thế giới chỉ đúng có một cái sản phẩm duy nhất họ. Ví dụ như điện thoại của anh đi, cũng là iPhone, cũng là 256 GB, cũng là màu đỏ, nhưng mà mỗi một cái như vậy nó chỉ có một số email duy nhất. Đó là để cho người ta check có phải đúng hàng chính hãng hay không, rồi khi bảo hành khi làm gì là chính xác hết, để cái nhà phát hành ra cái sản phẩm thì họ quản lý cái dòng đời sản phẩm nó chính xác. Thì cái này là vì đang là mình bán bánh su cho nên là nó đi theo cái hướng là quản lý là số lượng. Thì mình có cho phép nó quản lý theo lô hàng sử dụng hay không? Lô hàng sử dụng tức nghĩa là mình có một số sản phẩm, có một số sản phẩm là nó đi theo cái thời hạn sử dụng. Một số nhà bán hàng nó là họ muốn kiểu bán hàng kiểu sắp xếp hàng hóa là first in first out, tức là những hàng hóa họ nhập về trước là phải lo bán trước chứ để nó hết hạn sao, và những sản phẩm nào nhập về sau bán sau. Thì
người ta sẽ click vào đây để người ta chọn theo lô hàng sử dụng. Thì tạm thời bây giờ anh chưa có, anh sẽ làm một cái cơ bản nhất, không quản lý theo kiểu gì cả, quản lý theo kiểu đơn thuần. Rồi thì bây giờ mình tạo cái số lượng cho nó. Ví dụ giờ mình nhập vô đây, mình sẽ chọn tất cả các chi nhánh luôn, mình sẽ bấm thay đổi mỗi cái 100, anh bấm 100 tức nghĩa là biến một phát bột, coi như là tất cả chi nhánh này của anh là mỗi cái đều có 100 cái sản phẩm này rồi đó. Rồi hiện tại nè, số lượng còn lại 300, tổng cộng mỗi cái 100 mà ba chi nhánh là 300. Cái này cái kho thôi, chỉ là cái kho để chứa hàng thôi, cho nên là mình không có tính đó. Hiển thị ngay cả khi hết hàng, nếu mình lít vô đây tức nghĩa là nó vẫn có trên web, nếu mặc dù nó mà hết hàng nó vẫn có, còn nếu mình bấm tắt đi thì nó không có hiện trên này đó. Nhưng mà mình bán hàng mà mình cứ hiển thị ẩn số lượng tồn kho trên cửa hàng trực tuyến, nếu mình tích vô là mình không cho anh ta biết được cái số còn lại bao nhiêu. Còn nếu mình không tích thì là người ta vẫn thấy được cái số còn lại. À, anh thì theo logic thì anh không tích. Rồi có cảnh báo tồn kho hay không? Cảnh báo tồn kho trước bao nhiêu ngày? Ví dụ 10 ngày hay 5 ngày gì đó, hay 3 ngày. À, cảnh báo tồn kho theo cái số lượng. Đây mình đang quản lý theo lô hàng sử dụng mà, ấy đâu có quản lý theo lô hàng sử dụng đâu. Tức nghĩa là cái số lượng nó còn lại bao nhiêu thì là mình còn cần phải cảnh báo. Ví dụ như còn 10 là phải cảnh báo. Rồi mình bấm luôn. Một cái nữa nha, để mà bán hàng được á, để mà tính tiền vận chuyển này nọ thì em phải lưu ý thông tin về kích thước là phải được nhập vào. Ví dụ như là một cái bánh này thì mấy gram, 10 gram chẳng hạn. Nếu mà nóng vừa hộp thì bao nhiêu? Ví dụ như 3 cm, dài 3 cm, 5 cm, rộng 2 cm, cao 2 cm đi, ví dụ vậy đi. Cần phải nhập vô để làm gì phải không? Để tính chi phí vận chuyển khi thanh toán. Nếu như em đi giao hàng mà em sẽ tính theo khoảng cách hoặc là theo khối lượng, thì ít nhất nó phải có cái khối lượng và kích thước để người ta cân đo đong đếm. À, rồi thứ tự ưu tiên thì cái này cũng không quan trọng. Ưu tiên tức nghĩa là ưu tiên hiển thị ở trên 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 website. À, rồi mình đang bán, mình muốn bán trên nào, trên ứng dụng, trên web, tại cửa hàng hay là trên Facebook, Zalo thì mình tích vào. Ở đây là đang tích hết. Ví dụ anh không muốn bán trên Facebook thì anh bỏ đi. Anh muốn bán thì anh tích vào. Anh không muốn bán trên app thì anh tắt ứng dụng. Anh muốn thì anh tích vào. Tương tự vậy cho web. Rồi anh chọn đó, anh bấm luôn. Cập nhật sản phẩm thành công. Bánh xù. Là gõ chữ bánh xù nó ra 2 cái. Bánh xù kem sô cô la mới tạo đang bán. Không có phân loại. À, rồi bây giờ mình sẽ tiếp, mình vào bộ sưu tập. Thì cái bộ sưu tập này á là như em thấy ha, nó đang có rất nhiều bộ sưu tập trong này rồi. Vậy thì bây giờ theo em á là nhìn vào những cái bộ sưu tập hiện tại nè, thì em sẽ bỏ bánh bánh xù vào cái bộ sưu tập nào? Em nghĩ em nhảy vô bán đi hết cái trang ha, Bánh không này có yêu cụ thích thể, đúng không? không có cụ thể của Đây vô bánh yêu thích edit nè. Trong bánh yêu thích này thì nó có các bánh nào đang bỏ vô đây rồi? Bánh tráng trộn, có giật, bánh kem. À thì đó, thì tôi thì mình thích thì bỏ vô đây, thì mình thêm vô đây nè. mình sẽ vào cái sản phẩm đó rồi mình chọn thêm những cái bộ sưu tập này. Cũng được luôn, hoặc là mình thêm vô vào đây cũng được luôn. Đó,
Thì ở đây mình khi mà mình hoặc là mình tạo mới một bộ sưu tập nào để cho nó luôn, tạo mới ở đây luôn, thì khi mà tạo mới thì mình điền thông tin tên bộ sưu tập đó là gì, hình ảnh đại diện, chọn là thêm từng sản phẩm vào bộ sưu tập hay là tất cả sản phẩm hiện tại sẽ được tạo mới bộ sưu tập này đó. Thì thường đó là người ta sẽ thêm bằng thủ công rồi, muốn thể hiện bộ sưu tập có cái khoảng giá, phân loại, khuyến mãi, đơn vị thì là mình click vào đây. Ví dụ như là cái bộ sưu tập mà này là mình đang coi nè, bộ sưu tập bánh sinh nhật đặc biệt mà nó chỉ có lọc theo chi nhánh thôi, chứ nó không có lọc theo cái những cái khoản giá phân loại như vậy. Nhưng mà một một số bộ sưu tập khác thì khi mình tích vào nó sẽ có. Đây, để anh coi cái bộ sưu tập này nào đó, ấm mì trên là nó có cái gì đặc biệt không. Đây, cái bộ sưu tập bánh mì thì nó lại có cái option là khoản giá nè, nè là khoản giá nè, thấy không? Nếu mình tích vô thì nó sẽ ra giống giống như cái khung như vậy, mà nếu mình không tích thì nó sẽ không có cái khung như vậy. À, như cái bộ sưu tập bánh 1, 2, 3 nãy thì nó lại có tích chi nhánh nè, cho nên nãy em thấy là quận một, quận gò vấp, quận bảy gì đó thì nó lại có, thì tùy là mình set up thôi. Dạ. Rồi đó, thì cái bộ sưu tập bánh mì thì nó khá là đồ sộ đây. Anh vào lại cái bộ sưu tập bánh mì và anh cho em coi. Này. Này thấy không? Tuy nhiên rằng nó chỉ tích có đúng khoảng giá thôi. Rồi nếu mà mình cho người ta sắp xếp giá hấp đến cao, giá cao đến thấp, tên A đến Z, Z A, cũ nhất đến mới nhất, bán chạy nhất, thấp nhất, rẻ nhất, là ví dụ chọn hết như vậy để anh bấm luôn nha. Và nó ra gì nè, đây nó cho tùy chọn sắp xếp. Ủa sao hiện thị đèn thiếu, nên nó sẽ cần phải có những cái option mình vừa mới sắp xếp xong nè. Thì cái này là có thể là do cái lúc mà thiết kế cái trang bộ sưu tập này nó thiếu cái phần đó. Rồi chút xíu nữa mình sẽ đến cái phần design web à. Mình sẽ chỉnh sửa cái chỗ này tại sao nó không có hiển thị những cái option kia. Cái bộ sưu tập là mình tạo như vậy thôi, nhưng mà mình muốn hiển thị lên web như thế nào đó là do cái cách mình thiết kế cái trang web nữa. Cuối của buổi anh em mình sẽ thiết kế cái trang web. Rồi, đó là cái cách mình bỏ vào bộ sưu tập. Còn thủ công tức nghĩa là em vào cái bánh lúc nãy em thêm nó từng cái vào cái bộ sưu tập riêng. Ví dụ như vậy đây, em lít vô nó đi. Bộ sưu tập anh bỏ vào bánh 1, 2, 3, bánh yêu thích, bánh sinh nhật đặc biệt, không là bánh yêu. À, cái kia là nó set up theo tự động rồi, chứ mình không có thêm thủ công được. Cái bộ sưu tập bánh yêu thích lúc nãy lúc mà mình vào thì mình thấy rằng cái người mà tạo cái bộ sưu tập đó tích vào cái dấu là thêm tự động, tức là nó set up theo cái đúng yêu cầu là vô thôi. Rồi đó, bánh sinh nhật đặc biệt đi, bỏ đại vô và bấm luôn. Thì bây giờ mình đi ra cái bánh sinh nhật có không. À, đây là do thanh menu của mình, do cái thanh menu của mình nó ở à, đây nè, bỏ vô nè đó, thấy không, mới tạo xong. Giá niêm yết 15 ngàn, giá bán 8 ngàn. Bấm vô mua ngay. Lại được. Mình sẽ cần anh sâu để em coi cái đơn vị quy đổi.
lúc vô coi sản phẩm, mua số lượng lớn hay không, giảm số lượng, bán theo hộp lớn hộp nhỏ. Ví dụ hộp nhỏ bao nhiêu tiền, hộp lớn sao đó không được nữa rồi. Lỗi cái gì đó, chắc mạng chặn. Đại loại như là mình sẽ đổi được các đơn vị quy đổi, giống như lúc nãy là mình sẽ tắt. Thì tùy theo cái sản phẩm của em, ví dụ mà em muốn giá nó bao nhiêu giảm thêm như người ta nữa thì em giảm. Đây là đơn vị quy đổi, nó sẽ có cái thiết lập vô đây, thì cái đó là tùy mình. Mình muốn giảm thêm như người ta thì mình giảm, không có anh thôi đó. Ví dụ mình vô mình chỉnh lại như người ta. Mang chậm quá. Đây nè, cái lúc mà mình thiết lập hộp lớn hộp nhỏ thì mình vẫn có thể chỉnh tiếp cái giá nè. Ví dụ hộp lớn bình thường một cái là 2.000, thì mà mua một hộp lớn 10 cái thì mình giảm xuống còn giảm tiếp cho người ta nữa 18.000, còn cái này là 9.000, tại lại vậy, hoặc lắm này còn 16.000 thôi. Quên lọt, cái này là giá gốc mình không có chỉnh, mình chỉnh bình giá bán đây. Một hộp 10, một hộp lớn 10 cái đó. Một hộp lớn 10 cái là đáng lẽ là 80.000 đúng không, bây giờ mình 10 cái mình bán nhiêu, ví dụ 60 thôi, 5 cái là bán đáng lẽ bán 40, mình bán 35 thôi. Có nghĩa là mình sẽ giảm thêm cho những người nào mua mua nhiều đó, mình bấm lâu nó sẽ đi qua bên này. Đây. Mua một hộp nhỏ một cái 8.000 ha, giờ mua một hộp nhỏ 35.000 như mua vừa mới set up. Lỗi gì rồi. Rồi họ mình có thể chọn theo cái chi nhánh muốn mua. Đây là còn hàng không còn hàng đây nè. Đó thì hồi nãy mình có tích vô cái dấu là hiển thị còn hàng hay không đó, là nói đây anh không, anh không tích vào. Không tích nó mới hiện, còn nếu mình tích vào nó che luôn cái này luôn. Đó giờ người ta bấm mua ngay thì vô mua thôi. Đó. Thì anh vừa mới hướng dẫn em cách tạo một sản phẩm, bỏ nó vào toàn bộ sưu tập. Rồi. Làm sao mà để điều chỉnh cái thông tin thì anh cũng đã vừa mới vào để edit nếu cần. Rồi. Thì một số cái đặc thù, ví dụ như là số series, số email. Thì ví dụ như là mình quản lý theo số series, số email như sau. Một số sản phẩm mà quản lý theo email, ví dụ như là cái này là đúng không? Laptop nè. Đây, cái laptop này có số email thì nó sẽ được quản lý. Ban đầu lúc mình tạo mình chọn theo là quản lý theo số email, số series. Còn cái bánh lúc nãy là quản lý theo sản phẩm, khác nhau. Đó. Số lượng tồn kho của sản phẩm được cập nhật theo số lượng email series. À, cập nhật cái cách mà cập nhật nó cũng khá là đặc thù ha. Là ví dụ như bây giờ là mình đi vào cái sản phẩm đây, laptop đây nè, nó đang có những cái series như vậy đó. Nó tìm đến đây, mình muốn tìm theo số series tên sản phẩm mình tìm, hoặc là mình tìm theo số series email nào đó. Ví dụ như giờ có người mang cái điện thoại mua, nó kêu là người ta mua, kêu mua ở cửa hàng của mình tới để kiểm tra, thì mình mở số series mình tìm cho nó nhanh.
đúng không, mình khỏi kiện tụng đó, thì mình cứ vô đây mình tìm thôi đó. Thì ở những cái sản phẩm nào mà quản lý theo số series email thì mình cần đổi cái tích chỗ này hay là xong. Đây có khác nhau mỗi cái chỗ này thôi, em thấy không? Và bây giờ ví dụ số lượng còn lại là mình tích vào đi, mình sẽ thấy được các loại nó còn lại bao nhiêu đó, nằm đây. Rồi từng một cái như vậy, ví dụ như mình muốn thay đổi số lượng lít vô đây, mình nhập, ví dụ mình thêm cái hàng hóa vô thì mình nhập thêm vô cho người ta số series, số email. Ví dụ như là số series như sau. Đó, nhập xong bấm enter là nó thêm một cái mới nhập vô đây. Là nó mới thêm một một sản phẩm nữa với cái số email như vậy. Đó mình bấm luôn. Là nó ra ba, nãy nó hai. Như cái này không nha, dẫn thêm vô. Ngồi bắp. 7. Đâu, ra hai cái. Đó, thấy không? Thì cái cách mà mình thêm hay thêm số lượng sản phẩm của quản lý theo sản phẩm là kiểu khác, mình nhập số thôi. Còn cái cách mà thêm sản phẩm bằng số email là phải nhập đúng cái số email vô nó mới ghi nhận đó là một sản phẩm. Nó chỉ khác nhau như vậy. À, tại sao á, là cần phải có cái này á, tại vì khi mà họ mua, cái người buyer họ mua bấm lâu rồi nha. Anh tìm đến sản phẩm laptop. Đây. Ví dụ như anh mua cái này đi. Cái này là liên hệ rồi. Đây nè, cái nút này là liên hệ. Có nghĩa là không, nó khác với cái sản phẩm lúc nãy là mua ngay. Thì bây giờ anh vô anh chỉnh đó, cho nó đổi mình mua ngay luôn. Cái này thì là nó khác nhau ở cái chỗ là tích vô cái dấu này thôi. Đó. Tích vô dấu này, hiển thị thông tin liên hệ. Thì cái này như lúc nãy anh nói sau đó là lý do là tại vì lúc nãy là mình đang học cái việc mà tạo sản phẩm. Còn bây giờ là mình học cái xong tạo sản phẩm xong rồi bắt đầu mình đi vô mình mua hàng đó, thì nó có một cái sự khác biệt giữa cái sản phẩm bánh xù nãy lúc vô mua ngay có tiền, còn này chữ liên hệ. Thì sẽ có một số sản phẩm á, là nó sẽ không đi theo cái kiểu mà mua ngay được. Ví dụ như họ bán vải, vải cây á. Cái người vô mua bán cho tôi vải để tôi may bộ vest, đâu có biết kích cỡ cái người định may vest là sao, phải liên hệ để lấy kích thước, ví dụ cao nhiêu, mập nhiêu, nặng nhiêu thì mới bán cái ra cái mét vải cuối cùng được, thì cần phải liên hệ. Nó còn cái này là cái sản phẩm, thì cho nên là khi mà bán sản phẩm thì chúng ta nên bán theo cái giá tiền luôn cho người ta mua ngay, thì mình bỏ cái nút đó đi, mình tắt cái nút đó đi thì nó sẽ có. Đây thấy không, một đổi rồi 9 triệu. À giờ vô mua. Bỏ cái bánh xù đi. Vô mua hàng. Chín triệu. Phương thức vận chuyển. Shop tự vận chuyển 10.000 đồng. Thanh toán khi nhận hàng. Xong xuôi bấm. Hoàn thành. Đặt hàng thành công. Thì khi mà đặt hàng thành công á, bất kỳ cái đơn hàng nào nó cũng đến cái tab đơn hàng này để mình quản lý. Thì khi mà vào đây nè, đơn hàng mới. Mình xác nhận hàng thì mình bắt buộc mình phải chọn cái số email nào đó để mình bán. Sản phẩm này chỉ còn một cái thôi. Cho nên còn một số email nha, thì mình bấm lưu vô.
Em thấy chỗ này không? Đã chọn một trên một số email đã bạn. Đó, khi mình bấm xác nhận. Đã giao hàng. Rồi. Ý nghĩa của cái việc mà quản lý là cái số cái sản phẩm theo số email á, là nó có tạo một cái sự chuyên biệt và chuyên nghiệp cho nhà bán hàng. Tại vì mình là một cái đơn vị cung cấp cái nền tảng bán hàng cho tất cả các nhà kinh doanh, cho nên mình cần phải đưa được nhiều tính năng A, tính năng B, tính năng C để giải quyết cái nhu cầu người ta. Có người thích quản lý bán sản phẩm của họ quản lý theo số lượng đơn thuần thôi, không có quan tâm cái khác, thì mình chọn quản lý theo sản phẩm. Có một số người bán ba cái đồ thiết bị điện tử cần phải có quản lý theo số email, tôi có cái phương án số email tùy ông bà kỹ thuật, chứ không có bắt buộc lúc nào họ cũng phải làm theo cái số email không à, đúng không? Người ta bán bịch gạo 1 kg bao nhiêu tiền cần số email đúng không? Đó. Rồi cái đó là cái phần liên quan đến sản phẩm kho hàng của sản phẩm ha. Thì với cái kho hàng á thì mình có một cái tính năng rất là hay, đó là khi mà mình click vào kho hàng mình sẽ coi được tất cả các sản phẩm có bao nhiêu cái số lượng tồn kho, và đặc biệt là mình có cái nút lịch sử tồn kho chỗ này, click vô là mình coi được là tất cả các giao dịch diễn ra trong cái thời gian mà mình đang chọn. Ông sếp ông không có cần phải đến từng chi nhánh ông kiểm hàng, ông mở cái trang này lên, ông ngồi ông coi là ngày giao dịch được bao nhiêu đơn mà thể hiện trên này hết. Nên nè, hành động đã bán thêm tồn kho. Thêm tồn kho là lúc nãy anh thêm sản phẩm vào. Còn cái này là trừ đi một cái là lý do đã bán cái đơn nào, đơn này nè, đơn lúc anh mới tạo đây nè. Đó. Rồi, lô hàng nghĩa là như anh nói là lúc nãy mình có cái dấu tích là có quản lý theo cái lô hàng sản phẩm hay không, thì lô hàng ở đây á, cái tab lô hàng là dành cho những cái khách hàng mà đang muốn quản lý theo cái thời hạn sử dụng của cái lô, và khi em nhìn thấy là ngày sản xuất là ngày nhiều, ngày hạn nhiều thì mình tạo cái lô. Ví dụ ở đây anh tạo một cái lô hàng, tên lô hàng là ví dụ như là Diễm đi, mã lô hàng đó, ví dụ vậy. Ngày sản xuất ngày hôm qua đi, hôm qua mới sản xuất xong, ngày hôm trước đi, hạn sử dụng tháng 1 năm 2025, thông báo cho tôi khi hết hạn, thông báo trước mấy ngày, ví dụ thông báo trước 10 ngày mình đặt số 10, bấm luôn. Ở trong cái lô mà Diễm nhập hàng này, chúng ta bắt đầu nhập cái gì, click vào kiểm tra mình nhập cái gì về đây, ví dụ nhập cái bánh su kem, à quên, hồi nãy cái bánh su lúc nãy mình không có tích vô cái dấu là cho phép quản lý theo lô đó, thì em thấy được cái logic của hệ thống không, nó tức nghĩa là có thể là anh quên cái tích vô cái nút hồi nãy, nhưng mà chính vì không tích vào cho nên bây giờ mình tìm không thấy cái bánh đó để mình nào. Tức là cái sản phẩm nếu mà có mình phải lên sản phẩm trước rồi sau đó mình mới vô cái lô hàng được. Đúng, tại vì tao phải lên sản phẩm chứ, tại vì nó là cái máy, nó không hiểu gì hết, là mình phải khai báo cho cái máy này hiểu rằng là ê, tao có cái sản phẩm A, tao chuẩn bị bán cái sản phẩm này với giá bao nhiêu đây, và tao chuẩn bị quản lý nó theo cái phương pháp A, B, C, mày nhớ nha. Đó, hệ thống nó được lưu lại là nó nhớ, và bắt đầu mình sẽ nhập hàng cho mình bán, hoặc là mình sẽ quản lý nó theo kiểu nào mình. Thì như tại vì lúc nãy là anh không tích vào cho nên bây giờ em thấy không, anh có thêm sản phẩm nào nó cũng đâu có cái, nó đâu có đâu. Bây giờ anh sẽ tìm thử sản phẩm đây nè, những cái mà đã được click vô nó ra luôn cái sản phẩm này, là những cái này là được tạo theo quản lý theo lô hàng nè. Ví dụ giờ anh chọn cái này đi,
Anh nhập thêm bao nhiêu? Anh nhập thêm ba chục, hai chục. Quá không được. Cái thanh trường này hơi nhỏ, 40.000 giờ đóng luôn. Có nghĩa là tổng cộng anh chuẩn bị cập nhật rằng có một cái lượng bánh Bana Cotta này 90 cái, hạn sử dụng đến ngày 25 tháng 1 năm 25. Thấy không? Và anh bấm luôn. Lâu xong. Xôi. Thì nó sẽ quản lý theo lô hiện. Trong cái lô này chưa có bán cái nào hết. Thấy không? Đây nè. Đó. Họ mình cũng có tìm theo tên lô. Hoặc là tìm theo tên sản phẩm, mã sản phẩm, mã vạch sản phẩm. Tùy. Thì khi mà mình coi nè, lại tiếp tục mở cái lịch sử tồn kho ra coi, thì nó ghi nhận là đã một loạt bánh banana vừa mới được nhập về, đặt tồn kho, đặt tồn kho, cập nhật tồn kho, cập nhật tồn kho đó. Lý do tại sao có 1, 2, 3, 4, 5, 6, tại sao tới 6 dòng này lận? Tại vì ba chi nhánh, mỗi chi nhánh nó thay đổi từ con số này sang con số kia. À, hiểu, hiểu hiểu chỗ này không? Nó là tới 6 cái. Cho nên anh mới nói rằng cái tab mà kho sản phẩm này, cái tính năng lịch sử tồn kho này, nó giúp ông chủ điều chỉnh quản lý hết tất cả các hàng hóa ra vào kho nào rồi ổng biết hết. Rồi cái vị trí sản phẩm có vị trí, tức nghĩa là dành cho những cái nhà bán hàng chuyên biệt mà liên quan đến, cần phải xác định rõ hàng đó nằm ở cái vị trí nào của con hàng luôn. Để đó nó quá đi sâu. Và ví dụ như là một nhà thuốc chẳng hạn, em biết tiệm thuốc tây thì có người bán ca sáng, người bán ca chiều, thì cái người chủ tiệm thuốc tây sẽ cần phải đặt ví dụ viên thuốc cảm, nó gồm cái liều thuốc cảm gồm thuốc A, thuốc B, thuốc C. Thuốc A phải nằm ở vị trí ví dụ học tủ số A3 chẳng hạn. Thuốc B phải là vị trí thuộc E5 chẳng hạn. Thì cái trưng bày đó như thế nào là do ông chủ ông muốn, nhưng mà để mà cái người nhân viên vô làm họ hiểu và tìm đến cái vị trí nó nhanh thì họ mới sắp xếp viên thuốc nó cho đúng. Thì cái này là do mình thôi. Ví dụ như bây giờ mình khai báo hệ thống cái học tủ, cái học tủ vị trí đó là diện tích bao nhiêu, đây là dài rộng cao, là trong học tủ đó nó có cái vị trí gì, nó có bao nhiêu học đó. Sắp xếp vô cái kích thước này nè, dài rộng cao này nó cũng ảnh hưởng bởi cái khai báo và kích thước sản phẩm của em hồi nãy. Nhớ không? Giống như em tưởng tượng em làm cái hộp đựng con chuột này, cao 10, dài 15, rộng 10 đi, mà cái học tủ cao 1 mét, dài 1,5 m, rộng 1 mét, thì em nghĩ rằng nó là một khối vậy thì nó đựng 100 cái con chuột này thôi là hết 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 cái kho. Hiểu cái này không? Là người ta quản lý chi tiết tới mức vậy luôn. Rồi mình bỏ cái sản phẩm vào thôi là xong. Thì ở những cái kho này nó gồm những cái sản phẩm gì? Ví dụ như ở trong cái kho A nó có ý, cái phòng A1 này, nó có 3 sản phẩm. À. Rồi ở trong cái A1 này nó có cái kệ 1. Ở trong cái kệ 1 nó có cái khay chia ra luôn. Nó nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ vậy đó. Tổng cộng là có 142 cái số lượng sản phẩm nằm trong chia đều cho 3 cái sản phẩm này. Đó. Thì trở lại cái câu nói như lúc nãy em nói, tức nghĩa là cái sản phẩm go sale của mình là mình cung cấp lại cho thị trường có nhiều cái nhà bán hàng theo nhiều hình thức khác nhau, nhiều sản phẩm khác nhau, cho nên mình đáp ứng đủ cái tiêu chí của họ. Nói chung là cái theo như kinh nghiệm của anh thì là lô hàng hay là vị trí thì em sẽ ít gặp
những cái nhà mà bán hàng họ ít làm theo cái kiểu này, nhưng mà mình vẫn phải có trong này để mình đáp ứng những cái đặc thù một số khách hàng họ yêu cầu là có sẵn. Rồi cái sản phẩm lên lên là bạn thường là lúc mà cái thủ công là từng cái hay là có cách nào mình để khó xe hay cái gì không? rồi từ 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 đó, tôi chưa có nói đến cái khoản, có nghĩa là bây giờ anh đang nói cho em hiểu một sản phẩm nó run như thế nào cái đã, rồi xong xuôi mình hiểu được một cái sản phẩm rồi mình sẽ đến tới hàng loạt. Rồi mình vừa mới tạo và quản lý sản phẩm, giá sỉ, đơn vị quy đổi, số email, bộ sưu tập, sắp xếp thứ tự, rồi mình sẽ đến tới cái phần xem cái đánh giá sản phẩm với lại cái nhập danh sách luôn. Đây, cái em muốn luôn này. Rồi, đánh giá sản phẩm à, nó nằm ở đây. Đánh giá sản phẩm này á, nó có cái dấu tích chỗ này nè. Nếu em tắt đi là người ta không thấy đánh giá gì. Còn nếu em mở lên là người ta thấy đánh giá. Tức là cái lúc đó sẽ là bằng cách hiển thị ở trên web của mình. Đây. Ví dụ như tìm đến sản phẩm để coi Sestina gì đây, đánh giá thấy 5 sao cũng được. Bây giờ anh không muốn hiển thị, anh tắt đi. Mất tiêu cái đánh giá. Thấy không? Bây giờ anh muốn hiển thị lên, mở lên. Anh ghé cái này chọn cho tất cả cái thứ không chọn riêng. Rồi từ từ rồi đây. Khi em mở tính năng này lên và bây giờ em muốn cái nào hiển thị, em sẽ chọn tiếp cái. Ví dụ như cái này podcast nhà đang mở, còn cái này không mở, thì đây là từng cái em muốn này. Thì bây giờ ai mà đánh giá tệ thì mình cho mình tắt đi, chứ mình để người ta chê mình rồi mai mốt ai đâu mua. Còn những người nào khen ngon thì mình mở lên, nó nằm đây thôi, nó không có gì. Rồi tất cả sản phẩm à, bây giờ mình sẽ có những cái thao tác hàng loạt. Đầu tiên câu hỏi của em trả lời luôn, có một số khách hàng họ đưa em cái danh sách sản phẩm nhập theo file Excel, em làm như sau. Chọn hết những cái chi nhánh mình muốn nhập. Nếu mình chưa có mẫu file Excel thì mình tải xuống ở đây. Rồi đó, điền hết những cái cột này đi, điền hết những cái yêu cầu của hệ thống mình. Đúng rồi, giờ mình xóa hết mấy cái này đi nè, cái này là ví dụ thôi, rồi mình điền vô cái ô nào mà có chữ bắt buộc là phải điền đó. Thấy không, nhiều lắm. Cái giao diện tiền kia của mình cũng cũng Thì nó cái kia là định dạng một trang một sản phẩm, còn cái này định dạng theo theo cột là nhiều sản phẩm. Nhưng mà thường mà người ta gửi cho em file Excel là người ta để hết những này, vấn đề là mình copy mình bỏ qua, copy bỏ qua được không? Đó, cái này nó khó nhất lúc mà bỏ vào, nó là cái link hình, cái hình ảnh nó phải là link gốc nha, link gốc, link mà được tất cả mọi người ai cũng coi được thì nó gọi là link gốc. Giống như em up cái hình lên Google Drive mà em không bấm share thì đâu ai thấy, ra ngoài có mình em coi được. Em phải bấm share cho tất cả mọi người coi được thì mới up lên đây được.
Mà thường á, thường thì anh không biết tên CS là up cái bỏ hình lên trên cái store cái server nào để chứa hình, nhưng mà có một số cái như tên Chinh Ninh hay là bỏ lên Pinterest, hoặc là những cái không gian mà chứa hình ảnh free ai cũng coi được, thì mình bỏ nó xong mình lấy đường link bỏ vào đây bình thường. Thì người ta hay nghĩ nhất là Google Drive, nhưng mà Google Drive nó nặng cái mail của em thôi đó. Thì điền hết up lên sale sale xong rồi bỏ vô đây lại nè, lít vô đây là xong rồi, mình nhập vô là xong đó. Rồi mình sẽ đến với các thao tác hàng loạt. Ví dụ như bây giờ anh tìm đến những sản phẩm này, đây là những sản phẩm mà đang có cái đang bán hết, mình sẽ có cái nút chọn hành động hàng loạt ở đây, click vào nó sẽ có một đống cái để mình làm hàng loạt cho 7 8 cái sản phẩm mình đang chọn. Thứ nhất, xóa tồn kho. Xóa tồn kho nghĩa là xóa hết, giữ lại cái hình ảnh Tức là tất cả về không hay là sao? tất cả về không. Xóa tức nghĩa là sao? Mất luôn chứ. Mất hình ảnh luôn, xóa sạch. Ngừng bán tức nghĩa là đổi trạng thái từ cái đang bán này nè thành ngừng bán, không bán nữa. Bán ngay tức nghĩa là chắc là tìm đến những sản phẩm đang ngừng bán để chuyển thành bán ngay. Cập nhật kho hàng là cập nhật nhanh cái số lượng. Cập nhật thuế, đổi cái loại thuế nếu cần. Ví dụ như đùng cái bây giờ nhà nước thay đổi thuế, anh ví dụ nha, VAT phải lên 12% mới được. Giờ không lẽ mình ngồi mình bấm từng cái, đúng không? Mà nó đại mà ào á, 100 sản phẩm mình cập nhật vô, đổi thành thuế VAT 12%. Cho phép hiển thị khách hàng hay không, cập nhật nền tảng bán hàng lại, cập nhật giá lại, đặt cài đặt cảnh báo tồn kho chung, quản lý kho hàng theo lô hàng. Đó. Thì đây là cái hành động hàng loạt. Có nghĩa là sau khi em hiểu một cái sản phẩm nó như thế nào rồi, thì bây giờ mình đến với cái hàng loạt. Nó cũng y chang vậy, nhưng mà mình áp dụng cho một đống sản phẩm này, cho nó nhanh thôi chứ không gì hết. Hoặc là mình chọn cái dấu tích này nè, làm phát 150 sản phẩm, em thấy không? Cho nó nhanh. Dạ. Rồi. Quản lý vị trí sản phẩm rồi, tạo đơn rồi, xôi. À đây, đơn nhập hàng, nhà cung cấp. Đơn nhập hàng, nhà cung cấp thì mà mình đang có một cái gọi là thường á, là ở trong cái mà khi mà mình đi bán hàng á, thì mình cần phải nhập cái hàng về. Thì nhập hàng về thì mình sẽ có cái gọi là cái đợt lô hàng nhập về, hoặc là mình chuyển hàng từ kho này sang kho kia đó, thì nó sẽ có cái nằm ở trong cái chuyển hàng ở đây, thêm đơn chuyển hàng, chuyển từ đâu đến đâu nằm đây. Rồi em chuyển sản phẩm nào qua từ chi nhánh này qua chi nhánh kia, thì em chọn em bấm lưu là xong. À, thì cái quá trình vận chuyển hàng từ kho này sang kho kia nó qua 4 giai đoạn: vận chuyển, sẵn sàng vận chuyển, đang vận chuyển, đã nhận. Thì thường là ông chủ vô ông coi được cái tất cả các chuyển hàng như vậy, chuyển hàng như vậy. À. Rồi ở trong đơn hàng thì mình cứ có cái gọi là ở trong đơn hàng nó cũng có một cái tab vận chuyển luôn, nhưng mà vận chuyển này là quản lý riêng cái vận chuyển của những đơn hàng bán hàng thôi. Còn ở trong cái sản phẩm nó cũng có cái chữ vận chuyển hàng này, nhưng mà là chuyển hàng nội bộ giữa các kho, nó khác nhau nha. Sau này anh sợ là em bị lầm cái đó. Rồi ở trong cái lô hàng thì nãy thấy rồi, lô hàng lúc mà mình tạo cái lô mình nhập hàng về thì là mình cứ điền vào thôi ha. Rồi phiếu xuất nhập vị trí tức nghĩa là nó bổ sung cho cái tính năng vị trí này, tức nghĩa là từ cái vị trí A ra vị trí B là phải có cái phiếu. Được.
Vì thế giống như là thay đổi sự sắp xếp đúng trong rồi, mình lấy cái hàng từ cái học nào ra học nào thì nó sẽ phải có cái sự quản lý của nó. Rồi ở nhà cung cấp nha, trong cái nhà cung cấp thì riêng có một tab nhà cung cấp, thì nhà cung cấp ý nghĩa là những cái nơi mà cung cấp hàng cho mình để mình bán, đúng không? Đó là nhà cung cấp. Thì mình thêm nhà cung cấp thì hết sức đơn giản thôi, tại sao phải thêm riêng cái nhà cung cấp ở đây? Ví dụ nhà cung cấp này nè, tại sao vậy? Tại vì ông chủ ông quản lý mấy cái mối lái này, nhưng mà ông đâu thể nào quản lý chi tiết, ông phải bỏ thông tin vô đây để làm chi, để nhân viên khi cần vô đây coi số điện thoại để liên lạc đó. Rồi tạo nhà cung cấp xong, mình bắt đầu mình mới nhập hàng về mình bán được, vô cái tab nhập hàng, tạo đơn nhập hàng, anh nhập từ nhà cung cấp bánh sinh nhật, nhập bánh. Chọn lô số lượng như vậy nè, rồi bấm tạo nhập hàng là xong. Rồi quản lý thanh toán theo tiền mặt chuyển khoản nợ, mình lít vô nợ, nó nghĩa là mình đang thiếu nợ, quản lý công nợ với nhà cung cấp, thêm công nợ nào đó chẳng hạn, phải trả phải thu. Nhà cung cấp nè, nhà cung cấp bánh sinh nhật bao nhiêu tiền gì đó, nhập thông tin vô là mình bấm lưu, là coi như mình tạo được cái công nợ. Tại sao phải khai báo những con số này, là tại vì á sau này mình sẽ học tới cái bài tổng kết báo cáo nằm chỗ này, là nó sẽ ra được cái số tiền mà cửa hàng mình đã chi ra rồi, họ buôn bán gì đó mới thu lại, mới ra cái lợi nhuận sau thuế cuối cùng như vậy, hiểu không? Nằm chỗ này hiểu không? Nghĩa là hệ thống của mình đang cung cấp một cái full, một cái quá trình từ lúc nhập hàng về, tức nghĩa là mình nắm bắt tiền, mình chi bao nhiêu để nhập hàng về, rồi mình bán được bao nhiêu, thu tiền về, nó cộng trừ nhân chia gì đó, nó mới ra cái tổng kết cuối cùng là trong cái khoảng thời gian, ví dụ như trong khoảng thời gian tháng này là bán được bao nhiêu tiền lợi nhuận, hiểu cái này. Hệ thống của mình nó làm full tác vụ, nhưng mà một số hệ thống của đối thủ chỉ là bán hàng xong rồi tính tiền thôi, chứ còn không có tổng kết gì đó, nó nằm chỗ này, cho nên nó mới lằng nhằng cái vụ là tại sao phải tạo nhà cung cấp, thì tại sao nhập hàng nhập tiền vô rồi quản lý công nợ kia cho nó mệt dữ vậy? Tại vì mình đang muốn làm rõ ràng hết từ đầu đến đuôi luôn, cho nên nó mới có nhiều cái tính năng như vậy. Có một số chỗ chỉ cung cấp có đúng cái máy POS tính tiền in bill hết, còn mặc kệ lợi lỗ đó là do ông chủ tự, còn có bộ phận kế toán ngồi cộng từ từ đi, còn mình là làm hết luôn, mình cuối cùng mình đưa ra cái phân tích báo cáo cho họ lời hay lỗ luôn. Thì cái này là em sẽ học sau đó, từ bài ngày hôm nay mình chỉ học sản phẩm thôi à. Rồi về phần sản phẩm có hỏi gì không? Nó nhìn thấy 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 chữ không? Dạ em thấy mấy cái đề mục rồi, trong từng cái thì em phải coi lại rồi xem Không nó thì chưa chắc hợp chắn là em cũng sẽ phải coi lại rồi. Thì lý. ý là nãy giờ có cái gì mà khúc mắc không? Dạ. Rồi đó, thì sản phẩm thì có nhiêu đó thôi, vô tạo thông tin. Rồi giờ mình nhắm mắt mình ôn lại thử. Tạo sản phẩm. Một, tạo một cái thủ công. Tạo theo kiểu phá sale. Nhớ giờ nhớ thì biết vào đâu chưa? Đó, cái yêu cầu của anh chỉ cần em biết vào chỗ nào em làm thôi. Chứ còn làm thì lúc mà em lít vào rồi thì em sẽ nhớ từ từ những gì anh hướng dẫn, chứ không thể nào bắt em ngay lúc này em thuộc hết. Đó. Rồi quản lý sản phẩm theo kiểu gì, theo dạng nào, theo số lượng, theo số email. Và cái sản phẩm nếu mà muốn có cái thời hạn sử dụng thì phải tích vào cái dấu là lô hạn sử dụng. Rồi mình có tạo được nhiều đơn vị quy đổi sản phẩm hay không, đặt giá tiền như thế nào, tạo được phân loại làm sao, nó nằm trong một hết. Rồi nhập hàng về vô chỗ nào đó, từ nhà cung cấp
nhập bao nhiêu tiền, thiếu nợ ngày cung cấp hay là trả tiền mặt, nó nằm ở đâu. Thì khi mà mình giống như mình nhắm mắt lại ôm lại thì mình sẽ thấy rằng cái lượng kiến thức nó có thể là nhiều nhưng mà nó không khó nhớ. Nó không khó tại vì sao, em học xong là em được quyền em có một cái tài khoản em vào giống như anh Minh như vậy, em mở ra em coi là em nhớ hết, nó viết bằng tiếng Việt mà. Đó. Rồi mình sẽ đến với phần tiếp theo. Bây giờ mình có sản phẩm rồi, mình làm sao để mình đưa lên trên web gì mình bán. Đây, làm sao để mình đưa lên trên web mình bán. Thì bây giờ về website chúng ta có một cái chỗ là cửa hàng trực tuyến, chỗ này. Thì khi mà vào cửa hàng trực tuyến thì nó sẽ có cái, đây là cái trang của team Trinh Ninh cho nên là nó đã có sẵn rất nhiều cái rồi. Để anh xóa bớt mấy cái đi. Cái gì đâu mà lấy giao diện quá trời. Đây là cứ mỗi lần một cái lần test thôi là một trainer đã mang một cái ra. Anh xóa bớt đi. Thì ban đầu á, nếu mà vừa một cái tài khoản mới tăng chưa có gì mà vào nó trống trơn hết. Nó chỉ có đúng cái ô này thôi. Kho giao diện. Để anh lít vào cho em xem. Kho giao diện nghĩa là gì? Bên mình đã thiết lập sẵn rất nhiều cái giao diện ứng với nhiều ngành hàng khác nhau. Hoặc mình muốn coi danh sách thì mình lít vô đây mình coi. Đó. Hoặc là mình dùng thanh trượt để mình trượt mình coi. Thì em thấy không? Thời trang có, trang sức có, trà sữa cũng có. Cái này gọi là sản phẩm sức khỏe có, mỹ phẩm có, bánh trái có, F&B có, rau quả có, xe cộ cũng có, còn thời trang, nội thất, thú cưng, accessory, phụ kiện, đồ cho em bé có. Thì muốn làm theo cái kiểu nào thì làm. Thì ví dụ mà mình muốn, mình chưa biết hiểu nó thế nào thì mình có thể click vào cái nút xem trước ở đây. Ví dụ xem trước nó sẽ ra một cái trang mà nó tạo một cái trang tưởng tượng cho em là sau khi mà em làm xong nó sẽ ra như vậy nè. Đó. Sau khi mà em làm xong là cái trang của em nó sẽ ra như vậy. Em ưng không? Nếu mà em ưng thì em bấm vào chỉnh sửa. Nếu em không ưng thì em tắt đi, em đi ra em coi giao diện khác. Ở đây. Được không? Thì ví dụ như bây giờ anh Minh ưng, anh Minh xem trước cái này. Anh Minh ưng cái, anh ưng cái trang này đi. Ví dụ anh Minh ưng cái trang này. Anh bấm vào chỉnh sửa thì nó sẽ ra giống như là như vậy. Nó sẽ ra giống như là anh đang sử dụng chỉnh sửa một cái mà anh đang dùng. Nó sẽ ra cái trang giống như vậy. Rồi. Đó. Tại sao anh lại mượn cái này? Tại vì lý do là cái này là cái mà anh đang sử dụng để nó ra cái website giống như vậy rồi. Bây giờ anh vào anh chỉnh sửa thì cũng giống như lúc nãy là anh cho em dùng xem trước sau em bấm vô chỉnh sửa. Thì nó cũng ra y chang như vậy. À, nó không khác gì hết. Thì cái mình làm là mình cài đặt những cái như sau. Đầu tiên, logo. Doanh nghiệp phải có logo. Tay ảnh đây nè, kích thước tối đa nằm đây. Thấy không? Thì mình có lít vô mình chèn hình vô thôi. Pha vi cần. Tại vì biết không? Đây nè. Cái hình nó nhỏ xíu ở trên cái trang web này gọi là cái file vi cần. Hiểu chỗ này không? Là cái ảnh đại diện trên mỗi đầu mỗi trang web này thì gọi là file vi cần. Rồi, tiếp. Logo ứng dụng là dành cho những người nào mà có cái app. Ứng dụng ảnh bìa khi mà lít vào ứng dụng nó ra cái trang chào mừng vậy. Rồi cài đặt chung, phông chữ chung của cái này là cái gì? Có nhiều loại phông lắm. Muốn chọn nào chọn. Màu sắc và giao diện chính, màu chủ đạo của cái trang web của mình là màu này. Team anh thì các chị nữ là đang nắm chính trong cái việc mà decor cái trang này nên cho nên cái màu nó hơi nữ tính. Đó thì cái này là do cái người thiết kế thôi. Hiển thị nút gọi không? Số điện thoại cài đặt để gọi. Đây nè, nút gọi là nút này nè. Rồi chèn các gọi là quét dịch nhanh nè,
các lối tắt nè, sắp TikTok, Facebook, YouTube, Shopee, thế nào em muốn cài cái gì thì em thêm vô, em muốn thêm kênh ví dụ Lazada thì em thêm kênh vô đây, rồi em chèn cái icon là Lazada bỏ lên, rồi website pop up gì đó còn hiện lên thì hiện không hiện thị thôi. Ví dụ như bây giờ anh tắt đi, đúng chưa, hiện lâu ra cái này vậy. À, chèn cái gì vô bấm lâu lại không có bóp ấp gì hết, rồi có cố định đầu trang rồi ứng dụng hay không, đầu trang là cái thanh menu này nè, có cố định một chỗ không, rồi xong xuôi rồi mình bấm lâu lâu mình lưu ở đây thôi, nhờ mình cài đặt cái gì mình bấm lưu, mà lần đầu tiên nhất khi mà mình chỉnh sửa xong mình bấm lưu thì mình phải bấm xuất bản, khi mình bấm xuất bản xong nó sẽ ra cái trang web hình hài như vậy. Rồi cái trang web của mình á, nó gọi là nó có hay không có được cái tên miền là tùy theo cái người cài đặt lúc mà họ ví dụ một số khách hàng họ có cái tên miền riêng thì khi đó là phải liên hệ đội IT để cài đặt cái tên miền, thì cài đặt tên miền nằm ở đây mình cũng chỉ luôn, tên miền đây nè, nếu mà tại vì team training là đang dùng tài khoản Google Sale mình cho nên là dùng tên miền miễn phí, còn nếu mà team training là một doanh nghiệp thật sự có một cái tên miền riêng thì sẽ chèn vô đây và yêu cầu đây là nó cũng có cái hướng dẫn luôn, nhưng mà thường là sẽ nhờ đội IT mình kích hoạt, thường một số công ty á họ cũng chưa có tên miền họ sẽ yêu cầu bên mình mua dùm luôn thì bên IT bên mình làm hết mấy cái đó. Rồi trở lại cái phần giao diện, đây là cái mà mình là cài đặt chung thôi nha, nào là màu chủ đạo nào, rồi bây giờ mình từng cái thành tố trong này nè, từng cái ô mà anh rà chuột tới như vậy nè thì nó gọi là một, mỗi một cái ô như vậy nó gọi là một cái element hoặc là một cái thành tố, thì vào để mà kiểm soát hết những cái này á, ví dụ như anh lít vô cái trang menu này đi, anh lít vào thì nó có cái kiểu để mình chỉnh sửa, ví dụ giờ anh đổi màu nền anh không thích màu này là màu hồng nữa thì anh đổi màu khác nó ra màu khác đó, ví dụ vậy thấy không, nhanh không, ở màu xanh màu nền cái này nó bị lót chậm á, chứ nãy ra màu xanh nó đổi được mà. Rồi màu chữ, ví dụ như mình muốn đổi màu xanh nó sẽ đổi cho mình, cái này đang bị mạng chậm, chứ nãy đổi từ màu hồng màu xanh nó đổi liền, còn cái này nó chưa đổi. Rồi nhiều cái nữa, menu phụ nó ra màu mình muốn đổi màu khác thì màu, còn nếu nếu mà mình thấy nó lộn xộn quá mình muốn trở lại ban đầu mình bấm reset màu, à được chưa. Còn bây giờ mình cái thanh menu mà trang chủ sản phẩm hiển thị này nè, rồi để anh bắt lại đi, sao tự nhiên nó đứng cứng ngắc đây vậy, cái mà đang thể hiện nè ở trên này trang chủ sản phẩm nhận là gọi là cái thanh menu, thanh menu này có được là do mình cũng là cái người tạo cái thanh menu này, là ví dụ như anh đang chọn là cái thanh menu tên là ly test một, à và thanh menu này tạo ở đâu, nó nằm ở cái chỗ quản lý danh mục, đây là ly test một, à
Danh mục ly test một gồm cái gì? Trang chủ, sản phẩm, dịch vụ, thông tin khuyến mại, blog, chính sách bảo mật, đúng không? Trang chủ, sản phẩm, dịch vụ, blog, chính sách bảo mật đó. Bây giờ anh ví dụ như bây giờ anh không muốn có cái chính sách bảo mật. Anh xóa đi. Anh bấm luôn. Rồi anh đi phép đi. Đây, nó mất tiêu cái chính sách bảo mật. Đó, em nắm cái này không? Nó cũng vậy thôi, nó là do bên này nó chậm, còn bên này nó nhận luôn rồi, bên này chậm, nó là do mạng. Nó lót quá chậm. Rồi, đây là hand menu. Rồi, ở bất kỳ một cái thành tố nào cũng đều được edit y chang. Mình muốn đổi màu sắc, muốn đổi hình, muốn đổi thông tin này nọ thì cứ vào đây mà chỉnh. Ví dụ như bà ở đây là cái form nó có ba cái ảnh, em muốn đổi cái ảnh khác thì vào đây mà đổi. Nội dung của cái đoạn này thì mình nhập ở đây có chữ nội dung nè, thấy không? Rồi kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc chữ nhiều lắm. Rồi cái nút này nè, xem thêm nhé này nè. Mình đổi luôn. Đáng lẽ chỗ này nó phải biến thành cái chữ xem ngay liền mà mạng nó chậm rồi. Thì đó, thì đây là những cái element và mình có cả cái kho element nằm ở chỗ này, thấy chất chết không? Vào đây nè, đó có element đầu trang, element banner quảng cáo, trình nó quá nhiều cái, mỗi một cái như vậy nè, lúc em về em thực hành em cứ lít đại vô là em sẽ thấy được nó thêm bên này. Ví dụ như bây giờ anh cái form này liên hệ, form này form liên hệ, anh thêm một cái form liên hệ nữa, anh nó ra thêm cái form liên hệ ở đầu trang. Cái này nó đang bị mạng chặn, đáng lẽ nó phải hiện ngay lập tức cái form liên hệ ở đây mà bây giờ nó không có, nghĩa là mạng nó chậm. Anh thì phép thử nó sẽ hiện ra cái form liên hệ. Mệt ghê á, giờ muốn làm nó phải đợi mà em luôn. Đây nè, anh bấm mà nó không lên. Rồi, tóm lại là cái phần chỗ này là chứa rất nhiều cái element. Mà mỗi một element nó được định nghĩa là khi mà giống như nè, em thấy cái khung màu xanh viền không? Anh không đụng vô thì nó không có màu xanh. Đây màu xanh. Thì một cái khung như vậy đó nó chứa một cái element. Để mình edit một cái element thì mình cứ click vào nó để mình edit. Ví dụ như bộ sưu tập sản phẩm này đang có cái màu hồng phấn. Anh không thích anh chèn cái hình ảnh vô. Anh chèn cái hình cái tìm cái hình nào dữ dữ một chút. Đó. Cái nền của nó hay vì cái màu, thì là bây giờ thành cái nền hình anh mới chèn, thấy không đó. Nhưng mà do cái hình anh nó không phù hợp thôi, nhìn nó xấu thôi. Tương tự như vậy thì mình có thể đổi màu sắc đó, đổi lại màu sắc cũng được. Mình đổi cái chữ này, bộ sưu tập sản phẩm thành chữ khác cũng được. Của chúng tôi đây, mày quá, nó biến cái chữ của chúng tôi ra nè đó. Thì những cái thay đổi là nó phải thực hiện được liền giống như vậy đó. À, lúc này chắc có vẻ mạng đang bình thường đó, thì tùy mình muốn đổi gì mình đổi. Rồi mình chèn bộ sưu tập theo cái kiểu mỗi một cái thông tin như vậy là mình chèn vô,
sản phẩm mới nhất, sản phẩm giảm giá, sản phẩm bánh kem, thêm bộ sưu tập vô rồi thêm số dòng là 2. Bây giờ ví dụ anh đổi số dòng 3 đi, 1 2 3, lúc nãy nó có 2 rồi, số cột đang 4 nè, tức nghĩa là 1 2 3 4 đúng không, 4 cái là cột nè, bây giờ anh đến 5 nè, 1 2 3 4 5, bây giờ anh không anh thấp thành 3 không, 1 2 3 tùy theo mình muốn sắp xếp làm sao mình sắp xếp đó, đúng không? Rồi mình muốn hiển thị số lượt bán không, đã bán không nè, đây nè cái chỗ này nè hiển thị số lượt đã bán, nếu mình không lít vào thì nó tắt đi mất tiêu rồi, hiện lên là nó có lại tại đã bán 4 đó. Rồi, để điều chỉnh bất kỳ một cái element nào thì mình cứ lết vào element đó để mình tùy chỉnh, hoặc mình muốn thêm bất kỳ một element nào thì mình lết vô đây để mình lết vào nó sẽ thêm, ví dụ menu slider chẳng hạn dạng vậy đó, nó ra cái menu slider này cho mình rồi mình vô đây mình chỉnh nó lại, là nhớ nhớ cái lead này không đó, cái slider như vậy tiếp. Nhưng mà cái này thì nó lại không phù hợp với lại cái mà website đang trình bày, cho nên giờ anh muốn xóa nó, anh muốn xóa thì anh có ra con chuột vô cái góc phải của từng cái element này, có cái dấu thùng rác chỗ này nè, bấm xóa. Rồi anh đang có cái, anh đang có cái bài viết blog nằm dưới này, anh muốn bài viết blog nó phải nằm lên trên thì ở đây nó có cái dấu lên và xuống xuống chỗ này, anh cho nó đi lên trên đi, đó là bài viết blog nó nằm trên danh sách dịch vụ, anh cho nó lên trên luôn danh sách của cái bộ sưu tập luôn, thì mình muốn bấm lên, còn nếu mình muốn nó trở lại như bình thường nó đi xuống dưới thì mình lít xuống dưới đây xuống nữa đó, lên xuống xóa ok chưa, rồi xong xuôi mình chỉnh sửa xong xuôi hết mình bấm luôn, có nghĩa là sau cái lần đầu tiên mà em bấm xuất bản xong, chỉ có lần đầu tiên nhất em chỉnh sửa xong em bấm xuất bản thì nó mới ra được cái web, còn sau mỗi lần mà em chỉnh sửa thì mình bấm lưu là tự động nó sẽ cập nhật vào cái web đã được xuất bản rồi, mình không cần phải bấm xuất bản lại, nắm chỗ này hả? Rồi đó là về website cơ bản. Trong cái website á, thì nó còn nhiều cái, ví dụ như là mình sẽ có các bài viết, giống như trong website của anh có bài blog nè, thì mình muốn là tạo bài blog thì mình vô cái chỗ cửa hàng trực tuyến nó có cái chỗ blog và mình viết bài, em tại vì ở đây lại có cái dịch chữ tiếng Anh đây, ai đổi tiếng Anh này đây, chắc các anh chị nào đang dùng, tức nghĩa là tên trên nên dùng chung tài khoản, có thể là ở đa trong nó đang bấm đổi tiếng Anh cho nên đây đổi tiếng Anh, thì em cứ viết một bài thôi, viết một bài lên xong rồi bỏ lên, còn lúc mà trong cái blog á, trong cái thanh menu mà chọn blog á, là mình chọn cái bài nó cho nó hiển thị lên mình sẽ hiển thị, giống như đây em có cái bài blog, anh có pay, pay là cái trang, trang khác blog chỗ nào, Trang thường trước giờ em nghe trang ở trên Facebook, còn blog thì thường của web thôi, chứ ở trên Facebook thì không có blog. trên web cũng có trang luôn, thì sẽ có một số khách hàng họ yêu cầu em viết giùm họ một bài ra quy định cho những cộng tác viên chẳng hạn thì em sẽ dùng trang, còn họ sẽ nhờ em viết bài là chia sẻ kinh nghiệm để làm gì đó thì thiên về blog, ý nghĩa của cái việc mà tạo trang hay tạo blog nó là như vậy, chứ thật ra cái cấu trúc nó cũng giống nhau, Khác nhau cái mục đích. mục đích thôi, thì tùy tùy cái nhu cầu của cái người sử dụng. Rồi đó là về website, thì khi mà mình vào thì em chú ý giúp anh là những cái mà liên quan như là chọn thêm, là chọn cái kho giao diện để mình chỉnh sửa thôi. Rồi có câu hỏi nào dành cho anh ở cái phần
Anh vừa mới hướng dẫn em chọn một cái pha cái thêm để mình chỉnh sửa xong mình xuất bản xong rồi mình muốn chỉnh sửa gì vào mình cứ chọn customize đó. Nè, sau khi mà xuất bản xong đó, là em cứ vào cái cửa hàng trực tuyến, vào cái chỗ active theme này, tức nghĩa là cái mà mình đang sử dụng là mình cứ vào list vào đây luôn, mình chỉnh sửa luôn chứ mình không có cần phải đi xuống kho giao diện mình làm lại nữa. Cái ban đầu cái vào kho giao diện là tại vì anh nãy nói là cái lần đầu tiên nhất là mình chưa có cái gì hết, mình phải chọn. Sau khi mình chọn được một cái mình xuất bản rồi thì mình cứ vào để mình customize chứ không có cần phải chọn lại. Thì khi mình vào mình customize nó thì ở đây nè, đó, mình cứ cứ thành phần nào mình muốn nó thay đổi gì đó thì mình cứ lít từng cái mình chỉnh sửa. Ví dụ như giờ anh thấy màu này nó kỳ kỳ, rồi lại lít không được rồi. Hôm qua em đọc một cái có một cái đoạn là không được thay đổi bố cục của các thành tố rồi đúng Đúng rồi, ví dụ như bây không? Ôi giờ rồi. cái bố cục nó là nó đang sắp xếp theo cái khối vuông như vậy À. mà em muốn nó uốn lượn hình zích zắc thì không được. À, là biết là hình tròn hay là hình khác thì là không được Thì đến khi nào mà nó có cái style khác thôi. Đây nè, đúng cái bố cục nó định nhiều cái dạng style, em chọn. Khi nào mà bên mình là thiết kế tiếp những cái dạng hình tròn hình gì đó thì em được quyền chọn đó. Chứ còn mình không có được yêu cầu đang chọn cái này mà biến thành thành hình ý mình muốn. Thì cái đó là do bên product là ngày qua ngày họ thiết kế thêm những cái định dạng khác cho mình thôi. Nó chỉ có cái đó thôi. Rồi. That's all cho buổi ngày hôm nay. Đó, thì lesson 2 nó chỉ còn có những cái như vậy. Thì khi mà em ôn bài thì đó thì chút xíu em về em hỏi leader của em coi có cái tài khoản để em vào em bật hay không, em test hay không. Thì em nhớ lại những cái phần ngày hôm nay rồi mình mở ra, anh tin là khi mà em mở ra là em được cầm con chuột, em được click vô là em sẽ nhớ những cái gì em nói. Rồi, có câu hỏi nào? chưa Đó, yeah. ok, vậy thôi. Có thể buổi học ngày nay học sau ấy em dọc xong rồi có gì em sẽ hỏi em thêm. Tốt. Thì khi mà mình học tới đâu á thì là mình sẽ họ gọi là mình học tới đâu mình nhớ được những cái bài trước đó đến cái thời điểm đó là giống như mình cuốn chiếu á, là mình tự nhiên mình thắc mắc cái gì mình hỏi ngay trainer lúc đó luôn. Trainer nào cũng sẽ biết những cái chung chung giống nhau hết để trả lời cho em. Ok. Thank you.